Thưa quý vị, đêm qua một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại siêu thị điện máy ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nhiều hàng hóa thiết bị điện tử đã bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể, rạng sáng hôm nay, ngày 14 tháng 12, khoảng 1 giờ, một siêu thị điện máy trên địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy bùng phát nhanh, bao trùm toàn bộ siêu thị. Sau khi phát hiện có lửa và khói phát ra từ siêu thị điện máy, người dân địa phương đã báo cơ quan chức năng sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Nghệ An đã điều động các phương tiện cùng lực lượng tiếp cận hiện trường. Vì trong siêu thị điện máy không có người, lực lượng chức năng buộc phải phá cửa cuốn để phun nước vào bên trong. Đến hơn 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo lãnh đạo phường Quỳnh Thiện, siêu thị điện máy này rộng khoảng 400 m2. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong siêu thị điện máy không có người trông coi, chỉ có một bảo vệ nhưng ngủ ở ngoài. Qua làm việc với nhân viên, cơ quan chức năng nắm được tình hình, toàn bộ các sản phẩm bên trong siêu thị trị giá khoảng 10 tỷ đồng đã bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.